Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ thuống làm vườn. Như cái thuống này thì gọi là thuống đại. Về cái độ dày của nó thì dày như thế này thì rất khỏe. Còn cái chất liệu của cái thuống này là bằng nhíp của Nga, cực kỳ chất lượng. Các bạn làm cái thuống như thế này, ta hàn lại thì nó rất chi là chắc. Đây, cái mối hàn ta hàn rất chắc. Về cái màu thép này rất chi là đẹp, rất mượt mà. Còn về cái độ dày của cái tông này thì ta làm dày như thế này thì rất chắc. Bản thân của nó là nhíp nó đã cứng rồi thì cái độ dày nó thì cực kỳ là chất lượng. Còn cái lỗ này ta có thể là bỏ can tre hoặc là ống tiếp nước hoặc là cán gỗ cũng được, rất chỉ là đẹp. Về cái thuống vồm này thì ta đào trồng cây rất dễ, cái độ vồm của nó ta đào nó tròn rất dễ. Còn về cái thuống này thì là gọi là thuống mini, chất liệu của nó cũng bằng nhíp Nga. Về cái màu thép rất chìa đẹp, về cái độ dày cũng rất cứng cáp. Về cái lỗ này thì là một cái lỗ tròn để ta đút ống tiếp nước hoặc là ta ống tre hoặc là tùy thích. Như cái thuống này thì ta có thể là đào ếch cũng được, hoặc là ta đào gốc mía, hoặc là ta đào cây đay, rất chi là tiện, rất vừa vặn, rất chi là nhiều chức năng. Hoặc là ta trồng cây bé vừa vừa cũng được, đào lỗ rất dễ. Về cái bồng thiếp này rất đẹp. Các bạn làm vườn, các bạn nên sắm một cái bộ thuống này thì rất tiện. Ta đào lỗ bé thì ta dùng cái này, ta đào lỗ to thì ta dùng cái này, rất chỉ là tiện, rất vừa vặn để ta phục vụ cho vườn của chúng ta, chất đẹp. Vâng, video tôi giới thiệu một bộ thuống làm vườn đến đây là hết. Nếu các bạn xem video thấy hay, bổ ích, các bạn hãy chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái bộ thuống này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.